bên kia là một ổ mối, và bên đây là ổ mối này đưa lên thành ba nhánh, thấy rất là cao. Mà theo những người tín ngưỡng á, thì khi mà những người ông người bà mất thì mà việc mổ mối mọc lên như thế này á thì không được quyền phạm vô và để dễ tay. Đây là mộ của bà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Và hôm nay thì đến đây thì Bùi Hồ sẽ quay một điều cực kỳ là tâm linh và đọc lại cho cô bác quý anh chị xem. Và đây là một cái ngôi nhà mộ này cô bác quý anh chị. Thì ngôi nhà mộ này thì cô bác quý anh chị sẽ thấy ở trên cái ngôi nhà mộ này hai cái ngôi mộ của hai ông bà sau khi mất á, thì được mọc lên một cái ổ mối. Nên là ở đây thì cái cổng bên kia khóa rồi. Mình có hỏi thì cô lại không có nói. Và ở đây thì chỉ có một cái hướng đi ở bên đây, mình không có tiện leo vào. Đây, cô bác quý anh chị thấy kỳ lạ không? Bên kia là một ổ mối, và bên đây là ổ mối này đưa lên thành ba nhánh, thấy rất là cao. Mà theo những người tín ngưỡng á, thì khi mà những người ông người bà mất thì mà việc mổ mối mọc lên như thế này á thì không được quyền phạm vô. Và đây là một cái điều mà khi mọc lên như thế á, thì con cháu sẽ làm ăn rất là khấm khá. Thì không biết như thế nào, thì hôm nay Bùi Hồ đến quay cho cô bác quý anh chị xem. Ông bên kia là một phần mộ của ông, và bên đây là một phần mộ của bà. Chúng ta thấy về cái kết cấu của mộ á, thì được dán bởi gạch men và nằm ở trong một ngôi nhà mộ như thế này, và chúng ta thấy rất là khang trang. Cô bác quý anh chị thấy có lạ không? Cô bác quý anh chị thấy những phần mộ bên kia của các cụ thì lại không có, riêng cái phần mộ của này của ông và bà thì lại có những ổ mối như thế này. Về kích thước của ổ mối thì chúng ta thấy cao khoảng chừng nửa mét, và bên kia là cao nhất của cô bác của anh chị, và bên đây nữa là đây là thấp hơn, còn bên kia thì chỉ có một cái ổ mối thôi. Về nói về việc mà những cái ngôi mộ mà mọc lên ổ mối như thế này thì cũng là một cái câu chuyện khá là tâm linh. Thì chủ nhà chắc cũng không dám đụng phạm gì ở đây, mặc dù đây là một cái nền đất, mà cái nền đất này, cái nền gạch này thì được xây không có đất, nhưng mà ổ mối lại mọc ở trên kia. Không có chủ nhà nên là nữ ra là mình không biết nói như thế nào cho cô bác quý anh chị xem luôn. Chỉ quay đây cho cô bác quý anh chị thấy nè. Cửa rào bên kia thì đã được khóa rồi. Bên đây thì không biết đi như thế nào, lát nữa mình nói chủ nhà xin phép mình vô. Nên quay thước phim ngắn này để truyền tải một cái cho cô bác quý anh chị thấy thôi. Bùi Hồ cũng phải leo vô đây để cho cô bác quý anh chị xem nha. Coi như là mình xin phép ở đây. Đây có một cái bậc, thì theo chia sẻ của chủ nhà, cái bậc này xây lên để đi qua bên đây. Và trước đây mà cái việc mà làm cái cánh cổng này á, là không cho ganh đất riêng. Và bây giờ mình sẽ để dẹp đây. Đây là mộ của bà. Cái ngày lập mộ là ngày 9 tháng 12 năm 2008. Thì đây là phần mộ của ông. Ông có một cái pháp danh này của bác quý anh chị, đó là Thích Bửu Thọ. Tên và ông họ 73 tuổi cũng lập mộ. Thì việc mà lập mộ với lại việc ông mất thì cũng khá là, ông mất khá là lâu. Và lập mộ chạm vô màn hình. Và lập mộ như thế này là xây lại như thế này. Cô bác quý anh chị chủ nhà có chia sẻ gần với mình và cái ụ mối ở giữa này. Trước đây có một bà sư cô khi chụp hình cái ụ mối này lên điện thoại
thì ngay cái ụ mối ở giữa này giống như là một cái tượng Phật Bà Quan Âm đang đứng và đưa cho chủ nhà xem á, thì chủ nhà nói cũng rất cảm thấy rất là lạ, không biết là vô cái khung hình thì cô bác quý anh chị thấy như thế nào. Nhưng mà về góc độ của các hướng á, thì mỗi người mỗi cảm nhận. Cô bác quý anh chị thấy rõ ở đây nè, đây những cái ụ mối. Phải nói cực kỳ lạ thường đúng không cô bác quý anh chị? Cái pháp danh. Còn bà ở đây, bà đây thì không có pháp danh. Chắc có lẽ là mình với lại phải thắp một nén hương mới được. Ở đây không biết có quẹt không? Có quẹt. Rồi bây giờ mình hỏi chủ nhà mới biết là cái phần đất từ đây bên đây nè đến đó là của chủ nhà. Và người ta nói là khi mà có ụ mối này á thì làm ăn rất là giàu sang, và thật sự là như vậy. Nhìn cái đất mặt tiền ở quốc lộ như thế này mà có một cái bề ngang rất là lớn như thế, có thể là chúng ta về việc tâm linh thì chúng ta không thể nào lý giải được cô bác anh chị. Sáng có tưởng tượng ra ụ mối này là hình gì không? Hả? À, thấy được cái phần hình gì á thì hãy bình luận, để bình luận và cho mình biết nha. Thấy rất lạ không? Lạ ha. Từ trước đến giờ mình cũng đã đi rất là nhiều nơi. Nhưng mà chưa bao giờ thấy việc mà ụ mối mà mọc lên cái ngôi mộ như thế này mà lại cao như thế này, đúng không? Và điều đặc biệt nữa là hai ngôi mộ này đều là của ông và của bà trong một gia đình. Những ngôi mộ còn lại xung quanh á, như ngôi mộ bên kia thì không bao giờ có. Ông bà cũng sống rất là thọ. Ông bà thì ông thì 73 tuổi, còn bà thì mất năm 70 tuổi. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn ghi lại cái thước phim này, gửi đến cô bác quý anh chị những điều tâm linh về cái ngôi mộ mà mọc lên ủ mối như thế này. Thì cô biết quý anh chị nào mà bên phong thủy hay là về mặt tâm linh đó, có thể biết thì có thể giải thích cho mọi người bị hiểu ở phần bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị nha.